ngày, quản lý điều hành mã hiệu H686 có mặt. Những đứa trẻ quý giá của ta sao rồi? Mọi câu đã được thả đi. Sớm thôi, chúng sẽ tự xa vào lưới. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Tụi bay gì thế cho tao? Đứng lại! Đi! Đi nó! Đứng lại! Tôi nghĩ là cậu còn phải lau mặt trước đi đã. Đưa tôi cái gương. Tìm danh tính của con nhỏ cho tôi. Dạ, dạ. Trời ơi, tôi đã nói là điện thoại của tôi còn đang trả góp mà. Mấy người làm trái hết trơn rồi. Ôi, trái góc luôn rồi. Cảm ơn ngài thị trưởng đã đến với lễ khai giảng đầu tiên của học viện chúng tôi. Cái thằng, hôm nay là khai giảng, con phải giữ thể diện một chút đi. Vô ghế rồi. Ngồi đi. Ba cứ lên trên ngồi trước đi. Trên này là hàng ghế dành dự, mời ngài. Cảm ơn anh. Miễn là bình thường có yêu thương. We gonna leave, we'll leave. Chào mừng tất cả các em đến với Học viện Thiên Tài. Theo đề án giáo dục cải cách, trường chúng ta được chọn làm nơi để tổ chức các lớp học đặc biệt dành cho các bạn trẻ có những tài năng vượt trội. Nhưng thiên tài phải biết tâm hồn này nè. Anh ơi, sao tôi có mới nổi? Ngoài còn đẹp trai trong clip luôn. Tôi biết chứ ông bà, tôi coi clip nhảy của anh rồi tôi biết. Trời ơi, đẹp trai quá à, hay đổi chỗ cho tôi đi. Vô cây gọi nha. Thầy là Thái Anh, hiệu trưởng của Học viện Thiên Tài. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một môi trường học tập thật tuyệt vời nha các em. Sau đây, thầy mời thủ khoa và á khoa trong kỳ thi tuyển sinh bước lên phát biểu. Hai bạn Chí Nguyễn và Cao Vinh, mời các em. Dạ, em xin kính chào toàn thể ban giám hiệu, quý thầy cô, quý vị đại biểu và các bạn. Em là Cao Vinh, em rất là vinh dự là những người đứng đầu toàn trường. Em chỉ muốn nói đây là cái thành quả xứng đáng mà em đạt được bằng những cố gắng và tài năng của em. Đây là học viện dành cho thiên tài, nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học tập thật tốt và từ chối những cuộc chơi vô bổ và không bao giờ được hài lòng với điểm số của mình. Để chứng tỏ là chúng ta thực sự là thiên tài. Em xin cảm ơn.
Cảm ơn Cao Vinh, áo khoa của chúng ta. Sau đây xin mời Chí Nguyễn, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh bước lên phát biểu. Mời em. Kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô, quý vị đại biểu, thân chào các bạn học sinh thân mến. Trước chứ. Nãy giờ tôi cũng tưởng thủ khoa phát biểu chứ. Ai mà về là áo khoa chứ các bạn. Từ nay về sau thì các bạn có thể gọi mình là Leo để cho thân mật hơn nha. Trời, nó trời tán nắng vậy, ai mà chịu cho nổi trời. Má ơi, Leo đã giỏi, đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Mình tin đây sẽ là bệ phóng cho ước mơ của chúng ta được bay xa hơn, đồng thời cũng ghi dấu nhiều kỷ niệm. Mình mong chúng ta sẽ cùng nhau học tập vì đam mê của chúng ta, chứ không phải vì những điểm số hay thành tích. Chắc từ giờ tao là phân lớp chậm quá mẹ. Ê, ê, ghi tên tao vô nữa. Tao thiệt chứ, từ ngày tao ở trong trường, chắc là tao sẽ cố gắng đi học đều đặn. Tao giành điểm cao, tao được học bổng của trường. Ảnh sẽ để ý tới tao hơn. Khỏi mắt của chị. Hãy biến 3 năm cấp 3 thành 3 năm đáng nhớ nhất cuộc đời của chúng ta. Tình bạn là gì biết không? Yeah. Rồi mọi người ngồi xuống. Chào các em, thầy tên là Đức, chủ nhiệm của các em. Thưa thầy, ngày đầu tới trường bị lạc, cho nên em tới trễ. Là nhỏ bực lắm rồi, nó bực. Đừng có cản tao, mày đừng có cản. Bực lắm rồi, đừng có cản tao. Tao nói mày đừng có cản mà mày. Đừng có cản. Tao đâu có cản mày đâu. Mày đâu có cản. Ủa là mọi người biết nhau hả? Bây giờ chúng ta hãy tự giới thiệu để cùng nhau làm quen nhé các em. Dạ thầy ơi. Em nghe nói là mỗi lớp có tới 15 học sinh lận mà. Hay là còn nhiều bạn á đi lạc giống bạn này nè, rồi đi trễ nữa. Nên mình đợi vô đủ hết đi rồi mình giới thiệu tiếp thầy. Lớp của chúng ta là lớp cuối, bởi vì chỉ có 5 đứa tụi em thôi. Chất lượng hơn số lượng mà đúng không? Bây giờ các em hãy tự mình giới thiệu đi nhé. Bắt đầu từ em. Chào mọi người, mình tên là Tường Vi. Thì mọi người có thể gọi mình là Mie. Mình thích thời trang, rất vui được học chung lớp với mọi người. Trời, sao em giới thiệu khiêm tốn quá vậy? Để thầy bổ sung thêm cho. Thầy nói cho tụi em biết, Mie lúc 8 tuổi đã được báo chí quan tâm và thu hút cộng đồng yêu thích thời trang nhờ vào tài chuyên dùng các vật liệu đơn giản như là giấy, vải để nhái lại các thiết kế của các ngôi sao trên dàn thảm đỏ. Hay chi nãy giờ thầy nói là em thấy bạn này quen quen rồi. Dạ may mắn thôi thầy, mấy cái chuyện này không cần nhắc tới đâu ạ. Còn đây là gương mặt thứ hai mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, chính là Trung Nguyên, nghệ danh Ace, là TikToker nổi tiếng nhờ vào những điệu nhảy sáng tạo, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đừng phải khác, phải không giống ai, có đôi khi khiến ta mệt nhoài. Mở điện thoại, bao nhiêu app cũng xài, miệng sao trên mạng phải được nhiều like. Wow. Nhưng đó không phải là thế mạnh duy nhất của em ấy, mà ưu điểm thật sự chính là con trai duy nhất của ngài thị trưởng. Còn mẹ là chủ tịch của tập đoàn công nghệ TD Group. Thầy nói mấy chuyện này làm gì vậy? Trời ơi, mình vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp trai thì mình phải khoe chứ em. Thầy mà đùa chút xíu em là thầy hạnh phúc lắm. Thì ra là ông thần tài, thừa tiền thừa bạc nên được thỉnh vô lớp này gì. Phải đó, tôi sinh ra là ở ngay vạch đích rồi, đâu cần phải lo lắng gì đâu. Búng tay một cái là có người lo liệu tất cả rồi. Cậu ganh tị chứ gì? Thôi mọi người, mới ngày đầu, đừng có căng thẳng như vậy mà. Còn đây là bạn Chí Nguyễn. Xin chào mọi người, cứ gọi mình Leo. Mình nhớ bạn nè. Hình như bạn là thủ khoa, sáng nay mới lên phát biểu ở trường đúng không?
đúng rồi. Thủ khoa của chúng ta chính là thiên tài vật lý. Cậu ấy có rất là nhiều phát minh, đạt được giải thưởng sáng chế cấp quốc gia. Và gần đây nhất chính là phát minh máy vớt rác trên sông chạy bằng năng lượng mặt trời, đạt được giải nhất cuộc thi toàn quốc về ý tưởng sáng tạo. Vì một đại dương không rác thải nhựa do UNESCO tổ chức. Vỗ tay cho bạn ấy. Thì ra thằng nhóc này là người ba mình nhắc tới và suốt ngày đem nó ra làm gương. Tôi muốn sắp xếp cho ai con trai của tôi học cùng lớp với lại Leo, cậu bé thiên tài vừa đoạt giải thưởng kia. Và quan trọng hơn hết là thuyết phục được cậu ta sau này trở thành trợ thủ cho ai. Còn tôi là Long Lê, nhưng mà tôi thích được gọi là Tony. Nhìn vậy thôi chứ năm ngoái tôi vừa đạt giải vua bóng đá trong giải đấu trẻ cấp quốc gia, cho nên tôi rất là khỏe. Tôi còn một ưu điểm nữa, đó là rất thích giúp đỡ người khác. Đúng mày. Ê nào, cho nên là ai có nhu cầu muốn rèn luyện sức khỏe đó thì nhớ liên hệ tôi. Rèn luyện sức khỏe liên hệ tôi nha. Nhớ liên hệ tôi. Có sao không thầy? Em gầm giùm thầy. Dạ. Tony. Tôi đó, chính là tôi. Tần bị cáo buộc là biến thái. Quá dữ. Không những vai u thịt bắp mà còn bị biến thái nữa hả? Trả bạn nè. Mia tin tôi đi. Tôi không có biến thái. Mấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Mia phải tin tôi. Tôi biết rồi, phải tin. Tôi tin bạn mà. Còn bà nữa, Mia không biết chuyện thì thôi đi. Bà lấy cái quyền gì bà kỳ thị tôi? Tất cả mọi chuyện đều là do bà hết á. Cậu có ổn không? Mình tặng cậu đó. Mình có chút tiền lẻ nè, mình cho cậu luôn đó. Cậu đã bị bắt. Tại lúc đó mình thấy áo cậu bị rách nên mình muốn cởi ra để đưa cho cậu. Cái đó là áo kiểu của người ta chứ rách hồi nào. Ai kêu làm gì có người tốt bụng thái quá như vậy. Hiểu lầm ráng chịu. Đó mày thấy chưa, cứu vật vật trả ơn cứu nhân. Nhân báo oán mà. Nhân báo oán. Lòng tốt của mày đặt sai chỗ rồi. Ủa vậy là tính ra người bị cáo buộc biến thái là Leo. Sao liên quan đến Tony nữa? Nhưng mà Tony đi chung với nó. Rồi các cậu gì đâu? Ủa? Tụi em đâu có làm gì đâu. Em không làm gì đâu anh. Nhanh. Không làm gì. Ơi. Nhanh. Không làm. Rồi thôi. Bây giờ sẽ tới phần giới thiệu của bạn cuối cùng của lớp chúng ta. Bạn cuối cùng, em đó. Mình là Thiên An. Gọi là OG cũng được. Trời ơi, em có thể tài năng hay sở thích gì không? Em nói cho các bạn nghe đi. Em thích tiền. Thích kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. À, thì ra đây là thiên tài nghèo của lớp ta chứ gì. Ủa OG, bà đang làm gì vậy? Mình đang nói chuyện với nấm mốc. Là sao? Thì mình đang nghiên cứu trồng một loại nấm mốc
trên thân cây hoa Titan Arum, tức là thân hoa xác thối. Hy vọng biết đâu tạo ra một loại nấm mốc thối nhất thế giới. Freya Flow. Người bạn cùng sẻ chia mọi buồn phiền khó khăn, cùng chung bao ước mơ cho ngày mai sáng tươi thêm hơn. Tình bạn là gì biết không? La 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 la.